Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Câu số 1. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm x bằng 1. Bây giờ chúng ta có x bằng 1 đúng không? Chúng ta thế số 1 vào đây. Thế số 1 vào đây. Là chúng ta sẽ đi tìm được giá trị của m. Thì chúng ta có 1 trừ 3 là trừ 2. Trừ 2 với trừ 2 sẽ là trừ 4. Như vậy, đẩy cái trừ 4 sang bên kia, thì chúng ta sẽ có m bằng 4. Như vậy, chúng ta thấy ngược lại vào cái cục phương trình này. Thì chúng ta có 4 trừ 2 là 2. Và chúng ta bấm máy tính sẽ ra một nghiệm x bằng 1. Tiếp tục, câu số 2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2. Bây giờ chúng ta có cục phương trình này. Thì chúng ta biết để đi tìm hai nghiệm phân biệt thì delta trong trường hợp này bắt buộc phải lớn hơn 0. Thì chúng ta biết delta sẽ là b bình phương trừ 4 lần ac. B ở đây chúng ta có trừ 3. A ở đây là số 1, c là m trừ 2. Như vậy 3 bình phương đó chính là số 9. Thì bây giờ chúng ta nhân vô thì chúng ta sẽ có 9 trừ 4m cộng 8. Như vậy, chúng ta rút gọn lại 9 cộng 8 là số 17. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái cục này lớn hơn 0. Thì khi đó chúng ta sẽ có là 17 lớn hơn 4m. Sau đó mình chia 2 với cho số 4. Và chúng ta có điều kiện. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta quay lại đây. Thì bây giờ chúng ta để ý nha. X1 bình phương cộng X2 bình phương. Chúng ta sẽ biến đổi một chút. Mình sẽ thêm bớt 2X1 X2. Vì chúng ta thêm bớt cái 2X1 X2, chúng ta phải trừ bớt đi. Tiếp tục, cái cục này chính là hàng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy, chúng ta quay lại cục này. Chúng ta sẽ biến đổi cái cục này thành cái cục này. Và cái cục này chính là trừ 3, x1, x2. Và chúng ta áp dụng phi s. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai cục. Cục đầu tiên là x1 cộng x2 sẽ bằng trừ b chia a. X1 x2 bằng c chia cho a. Thì chúng ta biết b ở đây chính là cái cục này. A là số 1. C chính là cái cục này. Còn a là số 1. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì chúng ta chỉ còn lại cái số 3. Còn cục này là m trừ 2. Như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy hai cục này vào đây. Thì chúng ta có số 3 bỏ vào đây. X1, X2 là cục này. Chúng ta biết 3 bình phương đó chính là số 9. Sau đó chúng ta lấy số 9 sang bên phải. Thì ở đây chúng ta có trừ 3. Chúng ta chia 2 vế cho trừ 3. Và m bằng 1 cộng 2 là 3. Chúng ta biết m bằng 3 nhỏ hơn cái cục này. Có nghĩa là thỏa điều kiện, chúng ta sẽ chọn cái cục này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.